Radio Tin Mừng xin kính chào quý thính giả trong tình yêu thương của Đức Kitô và Mẹ Hằng Cứu Giúp. Thưa quý vị, hôm nay thứ ba, 26 tháng 6 2018, chương trình gồm những nội dung sau đây: Tin Công Giáo, suy niệm lời Chúa, đời sống các thánh, lắng động trong ngày. Muôn đời vẫn tin thiên thần con. Ave, Ave, Ave Maria. Muôn đời vẫn tin thiên thần con. Mời quý vị và các bạn cùng Mai Thiên theo dõi bản tin Công Giáo. Công nghệ kỹ thuật số mới đang được sử dụng để gây bạo lực đối với phụ nữ. Giám mục Kenya ôm và mở rộng vòng tay với người tị nạn. Năm sai lầm các bạn có thể vi phạm trong thánh lễ mà không biết. Giám mục Kenya ôm và mở rộng vòng tay với người tị nạn. Gần gũi với người tị nạn, hiểu nền văn hóa của họ, chia sẻ với họ những gì cần thiết nhất cho một cuộc sống xứng với nhân phẩm. Đây là những lời kêu gọi của Ủy ban cho người tị nạn, người di cư và các thuyền viên của Hội đồng Giám mục Kenya dành cho các tín hữu nhân dịp Ngày Thế giới Người Tị Nạn. Đức cha Virgilio Pant, Giám mục Mararan và người đứng đầu Ủy ban Giám mục giải thích rằng lời kêu gọi hướng đến các tín hữu và nói chung trong dân chúng, tầm quan trọng của việc sống một văn hóa của gặp gỡ, trước hết với các cộng đồng đã thoát khỏi đói nghèo và từ các hoàn cảnh đói nghèo và bạo lực, cũng như từ sự bất hại. Theo quan điểm này, Chủ tịch Ủy ban Giám mục nhấn mạnh rằng thực phẩm là một trong những nhu cầu cơ bản của con người và là quan trọng cho tất cả chúng ta. Đó là một phương tiện mạnh mẽ mang mọi người đến với nhau trong một khoảnh khắc vui vẻ, thanh thản và hiệp thông thật sự. Đức Giám mục cũng khuyến khích các tín hữu suy tư về sự đa dạng văn hóa hiện diện trong các nhóm dân tộc khác nhau và về tầm quan trọng của việc sử dụng tài sản như một công cụ để thúc đẩy sự thống nhất và hiểu biết trong xã hội. Ở Kenya, trong khu vực Dadaab, như đã được biết đến, trong nhiều năm là một trong những trại tị nạn lớn nhất thế giới, trong đó có khoảng 250.000 người tị nạn, chủ yếu là người Somali, một nửa trong số đó là trẻ em. Đức cha Pant nói, Đức Thánh cha Francisco nhắc nhở chúng ta về những thái độ mà tất cả chúng ta phải có, đó là đón tiếp, bảo vệ, thúc đẩy và hội nhập. Chúng tôi cố gắng hòa nhập, đưa ngôn ngữ của chúng tôi để cung cấp hỗ trợ quan trọng cho người tị nạn. Về phần mình, Đức cha Pant đã bảo đảm sự dấn thân của Hội đồng Giám mục Kenya trong việc đóng góp, mang lại hy vọng và sự trợ giúp cho những người buộc phải chạy trốn khỏi vùng đất của họ. Và Ngài xin các tín hữu cầu nguyện cho các gia đình bị phân chia và phá hủy bởi cuộc xung đột, đặc biệt là những người không thể thực hiện cuộc hành trình, và những người đã bị bỏ lại, và tất cả những người đã bị thiệt mạng. Công nghệ kỹ thuật số mới đang được sử dụng để gây bạo lực đối với phụ nữ. Đức Tổng Giám mục Ivan Jerkovic, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc ở Geneva, đã đưa vấn đề bạo lực đối với phụ nữ trong một cuộc họp với Ủy ban Nhân quyền Liên Hiệp Quốc vào ngày 20 tháng 6. Tòa Thánh đã đưa ra cảnh báo rằng những phương tiện truyền thông và công nghệ kỹ thuật số mới đang bị lợi dụng để gây bạo lực và ngược đãi đối với phụ nữ và trẻ em gái. Bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái. Đức Tổng Giám mục Ivan Jerkovic, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc ở Geneva, đã phát biểu rằng bạo lực chống lại phụ nữ tiếp tục là một mối quan tâm lớn về nhân quyền trong thời đại của chúng ta. Dù đã có những tiến bộ nhất định, bạo lực đối với phụ nữ và các trẻ gái trong nhiều hình thức khác nhau và hoàn cảnh khác nhau vẫn tiếp tục là một tai họa nghiêm trọng trong mọi tầng lớp của xã hội. Ngài nhấn mạnh rằng bạo lực thường gây ra những vết thương sâu xa và những hậu quả kéo dài, gây xáo trộn sâu rộng trong cuộc đời của những cô gái trẻ
bà vợ, bà mẹ và công nhân. Sử dụng sai trái công nghệ kỹ thuật số mới. Đức Tổng Giám mục Djokovic bày tỏ cảnh báo rằng sự ngược đãi phụ nữ càng tăng thêm do việc lợi dụng các phương tiện hiện đại về truyền thông và những công nghệ kỹ thuật số mới này vẫn bất lực trong việc bảo vệ chính đáng nhân phẩm phụ nữ cũng như sự riêng tư và quyền tự do bày tỏ của họ. Ngài nói rằng đây là thời gian cao điểm thuận lợi để ngăn chặn bạo lực đối với phụ nữ, đặc biệt qua việc sử dụng hàng ngày các mạng xã hội không được bảo vệ có hiệu quả và các ứng dụng trên mạng khác nhau. Ngài phàn nàn rằng, thay vì đưa ra những công cụ quan trọng nhằm xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử cũng như sự bất bình đẳng căn bản và bạo lực đối với phụ nữ, thì kỹ thuật số lại thực sự trở thành một công cụ để gây ra những hình thức mới của bạo lực và lạm dụng đối với phụ nữ. Giáo dục để tôn trọng người khác. Quan sát viên của Tòa Thánh lưu ý rằng, để đạt được sự tôn trọng đầy đủ phẩm giá của phụ nữ, thì không chỉ đơn thuần là lên án bạo lực, nhưng đòi hỏi nhiều nỗ lực mạnh mẽ và giáo dục để biết tôn trọng người khác, để nâng cao nhận thức, đặc biệt trong những thế hệ mới, về giá trị của một cuộc đối thoại đúng đắn, trong đó hiểu được đúng đắn về con người và về phẩm giá của họ là điều kiện tiên quyết dẫn đến cuộc trao đổi thực sự có hiệu quả giữa con người với nhau. Năm sai lầm các bạn có thể vi phạm trong thánh lễ mà không biết. Thánh lễ có nghi thức phụng vụ đã được ấn định rõ. Sau đây là năm sai lầm các bạn có thể vi phạm trong thánh lễ mà không biết. Linh mục dâng mình thánh chúa phải quỳ hay đứng? Quy định chung của sách lễ Roma số 43 ghi rõ, giáo dân quỳ khi dâng mình thánh chúa, trừ khi sức khỏe không cho phép, hoặc nơi chốn quá hẹp, hoặc có rất đông người, hoặc vì một lý do chính đáng nào khác. Giáo hội khuyên nên quỳ khi dâng mình thánh chúa, và đứng lên khi đáp câu, chúng con loan truyền việc Chúa chịu chết, và tuyên xưng việc Chúa sống lại, cho đến khi Chúa lại đến trong vinh quang. Chúc bình an. Tông huấn bí tích tình yêu của Đức Benedicto XVI, Sacramentum Caritatis, đã ghi, trong Thượng Hội đồng các giám mục, cần dung hòa cử chỉ này, đôi lúc mang hình thức thái quá, tạo lộn xộn trước khi rước lễ. Trong một bức thư, Hồng Y Canizares, cựu giám chức của Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích, xác định chúc bình an không phải là bắt buộc. Chúc bình an không phải là việc làm một cách máy móc khi không được thực hiện một cách đầy đủ. Nhưng cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Chúng ta biết luật chung khi chấm dứt một lời cầu nguyện là đọc chữ Amen. Nhưng vì sao cuối kinh lạy cha không đọc Amen? Chữ Amen trong tiếng Hebrew dịch phỏng là chớ gì được như vậy, được đọc sau mỗi lời cầu nguyện, nhưng không đọc sau kinh lạy cha trong thánh lễ. Đơn giản là vì lời cầu nguyện chưa xong. Thay vì đọc Amen, thì linh mục bắt qua lời nguyện, lạy Chúa xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng, hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu chuộc chúng con. Chính nhờ người, bởi người và trong người. Có những lời cầu nguyện mà chỉ có linh mục mới được quyền đọc, chẳng hạn vào cuối lời cầu nguyện, chính nhờ người, bởi người và trong người. Dù cha chủ tế mời gọi cộng đoàn cùng đọc chung, nhưng giáo dân nên giữ thinh lặng, đứng yên và long trọng trả lời, Amen. Giáo dân cũng không nên đọc theo lời xin bình an. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng, Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Chỉ có chủ tế mới đọc lời này.
phải phân biệt vai trò của linh mục và giáo dân trong thánh lễ, để giáo dân không dẫm chân lên sứ vụ thiêng liêng của linh mục, như người ta thường hay nói. Ăn chay trước khi rước lễ. Theo luật chung, giáo hội xin giáo dân giữ chay 1 giờ trước khi rước mình thánh Chúa, nhịn ăn, nhịn các thức uống, nhưng nước lạnh và thuốc men thì được phép. Ăn chay cũng là cấm nhai kẹo cao su trước và trong thánh lễ. Luật này bắt buộc và ai cố tình vi phạm, bị giáo hội cho là phạm sự thánh. Không vi phạm luật là dấu chỉ kính trọng, nhận thấy sự hiện diện của Chúa Kitô trong phép thánh thể, một thái độ đúng để chuẩn bị rước Chúa. Cây nào trái ấy. Matthew chương 7 từ câu 15 đến câu 20. Anh em hãy coi chừng các ngôn sứ giả. Họ đội lốt chiên mà đến với anh em, nhưng bên trong họ là sói dữ tham mồi. Cứ xem họ sinh hoa quả nào thì biết họ là ai. Ở bụi gai làm gì có nho mà hái, trên cây găng làm gì có vả mà bẻ. Nên hễ cây tốt thì sinh quả tốt, cây xấu thì sinh quả xấu. Cây tốt không thể sinh quả xấu, cũng như cây xấu không thể sinh quả tốt. Cây nào không sinh quả tốt thì bị chặt đi và quăng vào lửa. Vậy cứ xem họ sinh hoa quả nào thì biết họ là ai. Cây tốt sinh quả tốt. Có những người tự xưng là danh y, thần y với những phương thuốc gia truyền, những dược liệu quý hiếm chữa bách bệnh. Nhiều người không ngại đường xa, không ngại tốn kém tuôn đến chữa trị. Thế nhưng chỉ đến khi tiền mất tật mang, mọi người mới vỡ lẽ họ là lan bườn, lan băm lừa đảo thiên hạ. Quả xấu sinh bởi cây xấu, cây nào sinh quả ấy, đó là một định luật bất biến. Chúa Giê-xu cảnh báo chúng ta sự lừa đảo về thiêng liêng là nạn ngôn sứ giả mà thời nào cũng có. Họ mang dáng dấp là người của Thiên Chúa, họ tự nhận mình là sứ giả nói lời của Thiên Chúa, họ hấp dẫn quần chúng và có nhiều người chạy theo. Chúa Giê-xu dạy ta bí quyết để nhận biết ai là ngôn sứ giả đó. Hễ xem những hoa trái là đời sống và công việc họ làm. Cây xấu không thể sinh quả tốt, ngôn sứ giả sẽ bị lộ mặt nạ qua đời sống bất chính của họ. Hễ cây tốt thì sinh quả tốt, những môn đệ đích thực của Chúa Giê-xu hẳn sẽ sinh quả tốt qua đời sống công chính trước mặt Thiên Chúa và mọi người.
Sống trong một thế giới phẳng và đa nguyên, người môn đệ đích thực của Đức Giêsu phải tỉnh táo để nhận ra quả nào là bắt nguồn từ thần khí, bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, và quả xấu nào là bắt nguồn từ quỷ dữ, gian dối, tham lam, hận thù, bất hòa, nóng giận, tranh chấp, chia rẽ. Hãy chọn một hoa quả của thần khí mang lại mà thực thi hàng ngày. Lạy Chúa, Chúa muốn đời sống chúng con sinh nhiều hoa quả tốt để trở thành môn đệ đích thực của Chúa. Một lúc nghe lời Giêsu đó, thì thầm trong trái tim khô khan, tình ơi sao đành tâm quên lãng, quên đi bao kiếp sau âm thầm. Khi không còn chia xa nữa, đời bình hoang vắng trong phố đông, thì nay xin nguyện trong tim hơi cho đi trong suốt cuộc đời. Và khi thấy lòng vui phơi phới, lời Giêsu thật nồng nàn, yêu thương dâng tràn như thế đó, nhờ có tiếng chuông tình Mai Thiên mời quý vị cùng theo dõi chuyên mục Đời sống các thánh, 118 vị tử đạo Việt Nam. Thánh Stefano Nguyễn Văn Vinh, tá điền 1813-1839. Kính mời quý vị cùng theo dõi phần tiếp theo. Ngày 19 tháng 8 năm 1839, quan đốc tỉnh cho điều cả 5 người ra tòa, quan cho để thập giá một bên. Bên đối diện là dụng cụ tra khảo như kìm kẹp lò than đốt cháy bừng bừng. Quan đốc trịnh trọng tuyên bố, các anh bị giam cầm đã lâu ngày, chịu khổ cũng đã quá nhiều. Vậy giờ đây các anh hãy bỏ đạo bước qua thập giá, ta sẽ cho về với gia đình, với vợ con. Thầy Mậu đại diện cho anh em, bình tĩnh trả lời, bẩm quan lớn anh em chúng tôi đã quyết tâm trung thành với Thiên Chúa, nên quan lớn ra lệnh làm khổ chúng tôi hay bất cứ hình khổ nào khác, ngay cả việc giết chết chúng tôi cũng xin vui lòng chấp nhận. Còn việc bước qua thập giá và bỏ đạo thì xin quan lớn đừng bao giờ hy vọng chúng tôi bỏ. Chúng tôi vui mừng được chết để làm chứng cho đạo thánh của Chúa là đạo thật. Thầy Mậu vừa nói xong thì cả 5 người đều quỳ xuống bái lại thánh giá và cầu nguyện rằng, lạy Chúa xin cứu chúng con xin phó thác linh hồn trong tay Chúa. Quan đốc nhìn các ngài thất vọng cho lệnh dẫn cả 5 người trở về ngục và nói lớn, trời ơi bọn này cuồng tín quá rồi không thể tha thứ được. Ta muốn tha bọn chúng mà chúng có muốn tha đâu. Lại một lần nữa, trước khi thi hành bản án, ngày 24 tháng 11, quan đốc lại gọi 5 người tới hầu tòa. Quang cảnh cũng vẫn như lần trước, cũng giao búa kìm kẹp trông lạnh cả người. Nhưng các tôi trung của Chúa vẫn bình tĩnh, không hề tỏ dấu sợ hãi. Các ngài vẫn một lòng kiên quyết không bỏ đạo. Thầy Mậu thay anh em ôn tồn trình với quan. Bẩm quan lớn đã nhiều lần chúng tôi đã thưa là chúng tôi chỉ tôn thờ một Thiên Chúa là cha chung của muôn loài muôn vật. Ngài là vua trên hết các vua, là đấng chúng tôi mong ước được đổ máu ra để chứng tỏ lòng trung thành và yêu mến của chúng tôi đối với Ngài. Nghe thầy Mậu nói, quan lớn thở dài không nói thêm gì nữa. Lần này không tra tấn, không đánh đập, không kìm kẹp, nhưng cho lệnh dẫn 5 người về ngục thất. Sáng ngày 19 tháng 12 năm 1839, trước khi đem đi xử, quan đốc lại cho các ngài một cơ hội cuối cùng. Quan đốc âu yếm nhìn 5 chiến sĩ đức tin của Chúa và ôn tồn nói, ta rất thương mến các anh, ta không muốn giết các anh, vậy đây là ơn huệ cuối cùng ta dành cho các anh,
bây giờ các anh không phải bước qua thập giá nữa, mà chỉ cần các anh đi vòng quanh cây thập giá để chứng tỏ các anh bằng lòng bỏ đạo thì ta cũng vẫn tha như thường. Những nhân chứng đức tin này nghe quan đốc nói chỉ nhìn nhau mỉm cười rồi bảo nhau cùng quỳ gối đọc kinh sáng danh Thiên Chúa. Thầy Mậu thay anh em thưa với quan, bẩm quan lớn, chúng tôi mong ước được về với Chúa lắm rồi, xin quan lớn cứ cho thi hành án lệnh của vua. Biết không thể thay đổi lòng tin sắt đá của các ngài được, nên quan đốc truyền lệnh đem xử tử. Đoàn quân hùng hậu dẫn các ngài ra pháp trường. Một anh lính mang tấm bảng viết chữ lớn đi trước, nội dung như sau: bọn gian ác này theo đạo Gia Tô, mặc dầu đã khuyên răn sửa phạt nhiều lần, nhưng bọn chúng vẫn ngoan cố không chịu bước qua thập giá. Nay án lệnh vua truyền, bọn chúng phải xử giáo. Trên đường tiến ra pháp trường, thầy Mậu nhanh chân bước đi trước, bốn anh em hân hoan kiên cường bước theo sau. Dân chúng đi xem rất đông, trong đám đông nhiều người oán trách: những người này đều là dân làm, dân ăn, hiền lành, thật thà. Người ta có làm gì nên tội mà đem giết người ta như thế này? Không phải là bất nhân lắm hay sao? Người khác lại nói xen vào, đạo Gia Tô cũng khuyên người ta ăn ngay ở lành, thờ phượng Đức Chúa Trời, là đấng dựng nên trời đất muôn vật, nghe có lý lắm, sao lại cấm? Có người còn nói thật lớn, các ông ơi, các ông chết thì nhớ cầu nguyện cho chúng tôi nhé, thật là tội nghiệp. Thầy Mậu vui vẻ quay lại đáp, chúng tôi về thiên đàng đây, chúng tôi sẽ cầu nguyện cho mọi người. Đoàn quân đã tới pháp trường gần làng Cổ Mễ, mỗi vị đều bị trói chân trói tay vào cọc đã chôn sẵn. Rồi Lý Hình lấy dây thừng cuốn vào cổ, mỗi đầu dây có hai Lý Hình cầm dây sẵn sàng. Đợi hiệu lệnh chiêng trống nổi lên, khi quan giám sát giơ tay ra lệnh thì các Lý Hình cầm hai đầu dây siết thật mạnh cho tới khi các ngài tắt thở. Sau đó để biết chắc là tội nhân đã chết thì lính đốt đầu ngón chân cái của các ngài. Thi hành xong mọi việc, quan quân kéo nhau về, các tín hữu đem thi thể các ngài về an táng nơi quê quán của mình. Thánh Mậu ở Kê La, Thánh Úy ở Đồng Tiến, Thánh Mới ở Phượng Vĩ, Thánh Đệ ở Phong Cốc, Thánh Vinh ở Hương La thuộc xứ Tứ Nê, tất cả đều thuộc tỉnh Bắc Ninh. Đức Giáo Hoàng Leo XIII đã suy tôn cả năm vị nhân chứng đức tin này lên bậc chân phước ngày 27 tháng 5 1900 và Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nâng các ngài lên hàng hiền thánh tử đạo ngày 19 tháng 6 năm 1988. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chuyên mục Lắng Động Trong Ngày. Tiếng khóc bên vệ đường lặng nghe xót xa, đưa tay xin ăn người lạnh lùng bước qua, quay lưng như không gặp người ăn xin đứng đói run. Tiếng khóc van xin từng người đang vui bước, đưa tay xin chủ tình đời đang mơ ước hôm nay, xin một ngày ngủ yên trong giấc mơ. Người ơi tìm Thiên Chúa đâu, Chúa cô đơn, Chúa buồn, Chúa đau thương bước đi ngoài phố. Người ơi tìm Thiên Chúa ở đâu, Chúa bên anh.
bên em, Chúa bên tôi bước trong cuộc đời. Quý vị và các bạn thân mến, trong sinh hoạt hàng ngày, khi cần mô tả đặc tính của một vật cứng gì đó, chúng ta thường nghe nói cứng như đá vậy. Nhưng đá chưa phải là vật cứng nhất. Bằng chứng là đá còn bị một thứ khác cưa xẻ ra một cách dễ dàng, đó là kim cương hay bạch kim. Như vậy thì kim cương là thứ cứng nhất, có phải vậy không? Thưa rằng cũng chưa phải, vì các nhà khoa học ngày nay đã chế ra một thứ hợp kim còn cứng hơn cả kim cương nữa. Nhưng ở trên đời này, có một thứ mà dù là kim cương hay là hợp chất cứng mà người ta mới sáng chế ra cũng không thể chém đứt được, đó là nước. Quả thật, không gì có thể chặt được nước. Thực ra thì nước không cứng hơn kim cương hay là hợp chất mà người ta mới tìm ra. Nhưng khi nói rằng kim cương không thể chặt được nước, thì đó là một lối nói, một hình ảnh để diễn tả ý tưởng này là nhu thắng cương, nhược thắng cường. Nhiều người thời nay không đồng ý với quan điểm trên đây, và họ cho đó là quan điểm cầu an tiêu cực. Thế nhưng trong thực tế, từ trên bình diện cá nhân đến gia đình và xã hội, chúng ta đều thấy rằng nhu thắng cương, nhược thắng cường. Trường hợp của Thánh Gioan Tẩy Giả trong Tin Mừng là một dẫn chứng. Gioan Tẩy Giả là một người khiêm nhu. Khi nói về chính mình, ông đã quả quyết như sau: có đứng đến sau tôi, quyền lực hơn tôi không xứng đáng cởi dây giày cho ngài. Lúc đó, uy tín của Gioan đang lên như diều, đến nỗi người ta cứ tưởng rằng ông là đấng Mêsia, đấng phải đến. Chính vì thế mà những người Do Thái đã phải cử người đến để hỏi Gioan xem ông là ai. Nếu không phải là một người khiêm tốn, Gioan Tẩy Giả có thể nhận rằng ông là đấng phải đến, và như thế chắc chắn là dân chúng sẽ tin lời ông. Thế nhưng ông lại quả quyết: có đứng đến sau tôi quyền lực hơn tôi không xứng đáng cởi dây giày cho ngài. Chính vì khiêm tốn nhìn nhận sự thật về mình như thế mà Gioan đã được chính Chúa Giêsu tuyên bố là người lớn nhất trong số những người do người nữ sinh ra. Bài học mà chúng ta cần học nơi Thánh Gioan Tẩy Giả ở đây là đừng hợm mình mà phải biết nhìn nhận con người thật của mình. Trước mặt Chúa, dù chúng ta có là gì đi nữa, dù chúng ta có làm được gì đi nữa, thì chúng ta cũng chỉ là những tội nhân. Chính vì thế mà lúc nào chúng ta cũng có thể nói với người khác về mình như Thánh Gioan Tẩy Giả rằng: tôi không xứng đáng cúi xuống cởi dây giày cho ngài. Học được bài học ấy, chúng ta sẽ dễ cảm thương nhau hơn, chúng ta sẽ tôn trọng nhau hơn, đối xử với nhau tử tế hơn. Trong những phút cầu nguyện hôm nay, chúng ta hãy cầu xin Chúa cho chúng ta học được bài học khiêm tốn nơi Thánh Gioan Tẩy Giả. Amen. Tiếng hát giao bên đường của người bán rong, ai ơi xin thương nhìn trời mưa gió giông, giang tay ban tình người. Radio Tin Mừng xin tạm dừng tại đây. Mọi thắc mắc bày tỏ đóng góp vui lòng gửi về địa chỉ email radiotinmung@gmail.com. Mai Hiên thân ái tạm biệt. Thầy Chúa xin cho tất cả những việc chúng con làm đều vì lòng yêu mến Chúa và phục vụ anh chị em. Yêu thương con nên người mẹ cha mưa phúc thiên đường. Người ơi tìm Thiên Chúa ở đâu? Chúa cô đơn, Chúa u buồn, Chúa đau thương bước đi ngoài phố. Người ơi tìm Thiên Chúa ở đâu? Chúa
bên anh, Chúa bên em, Chúa bên tôi, bước trong cuộc đời.